Tiền hát đâu không đóng, phải 4 cân trở lên. Nho Ninh Thuận nha. Đây bông cực luôn, đây bông cực luôn bông. Đây con rồi. Ghi tên một con này. Cái này lắm. Chị có mua không? Chị không. Em chỉ mua ít để ăn nhưng mà nó sáng cái chùm là chín được. Vườn nho ở Ninh Thuận Huyền ơi. Ui dồi ôi, nó sai á. Sai ơi là sai này. Thích quá cơ, đẹp. Ơi là đẹp. Tham quan vườn nho ở Ninh Thuận nha. Vườn nho nó sai xúc chỉ luôn, ăn thoải mái nha. Ai mua về thì mất tiền, còn ăn thoải mái luôn. Vào vườn nho ăn thoải mái nha. Vườn nho ở Ninh Thuận nha, đang đi tham quan vườn nho Ninh Thuận này cả nhà mình ơi. Chào em Trinh. Chào Huyền nha, nhìn này. Ăn thoải mái nha, chỉ có mỗi là ai mua na về thì phải mất tiền thôi, 40.000 một ký tại vườn luôn. Đấy. Sai kinh khủng luôn. Kinh khủng luôn. Vừa tham quan vườn nho Ninh Thuận nha Hiền ơi. Sai lắm là sai luôn. Đấy, những chùm nho này. Đấy. Thích lắm luôn. Ai mua na về thì mất tiền 40k một cân. Còn đâu là ăn tại vườn thoải mái luôn. Anh chảy được nhiều chưa? Dê này. Ôi trời ơi. Đấy. Chị chào Dũng nha. Các chị đang đi thăm vườn nho ở Ninh Thuận này. Gọi là ui, đấy các bác mua na về này. Đấy. Ôi, thích ơi là thích thật. Đẹp ơi là đẹp luôn đấy. Sai sai khủng khiếp luôn. Ngon lắm chị Liên nha. Đang đi thăm vườn nho ở Ninh Thuận này. Người ta không cho hái luôn. Ai ăn chùm nào thì cắt luôn chùm đấy. Không được hái một quả này. Hái một quả ở trong cái chùm này nó sẽ hỏng của người ta. Nên là ai ăn chùm nào thì cắt chùm đấy. Ăn thoải mái. Ai mua về thì ra ngoài kia cân. 40k một cân này. Mua về thì chắc là chỉ là về phòng để ăn thôi, chứ còn na như cái này về là nó sẽ bị dập ấy. Đây là cũng không. Đấy. Ngon lắm luôn. Bát ngát bao la. Bao la bát ngát. Chị Nga ơi, chị cắt cho em
thêm mấy thùng nữa để em lấy mấy thùng em ăn thôi. Đây nhá. Ừ. Nhưng mà phải đây. Em lấy quả chín vào. Lấy quả chín. Chị có cái gì mà cắt đâu. Chị cho cái đúng được. Chị ơi, cái nho này nó già rồi, các chị về để 2 hôm nó chín là vừa, còn hơn là mình lấy quả chín bây giờ về nó dập. Thế à. Đây là chị xinh ghét đây này. Người ta để bây giờ nó cái này là vườn già. Cho cắt thố là nó. Chị Nga ơi, lại đây để em ghé mấy đùm vào đấy chị Nga ơi. Chị Nga. Lại đây, nó lại đây để em ghé mấy đùm để ăn thôi. Còn không Na về nó dập mình không ấy được đâu. Ừ. Em lấy đùm. Em chào chị Thi ạ. Úi dồi ôi, nho. Đang đi tham quan vườn nho. Cũng được đây cả cỏ giỏ rồi đấy. Nào, Lan Anh cho chị xin. Có kéo không? Có chú Đạo chú cầm kéo của em rồi. Chị ghé mấy đu mà đấy để chị ăn, Na về ăn thôi. Còn Na sợ Na về dập lắm. Em ôm đổm về hát hết. Ôm đổm dập lắm. Chị cho em ké một ít thôi. Chị mang về bao nhiêu á? Ừ, dập lắm. Y như hôm nọ chúng em đi Trung Quốc cứ mua đào Na về á. Na về đến nhà dập hết đấy. Chị ơi cho em xin chùm chị. Đâu em ăn đây, đây cho em xin chùm này chị. Okay. Đấy, em cảm ơn, cho em chùm nữa để em cho em hai cái này đi. Lấy một ít nào về phòng ăn thôi. Chị Nga, chị có ơi. Túi ở đấy không? Em không, em có mỗi túi thôi. Chị Nga. Thái Thanh ơi, bọn chị đang đi tham quan vườn nho ở Ninh Thuận ấy. Đi ăn luôn chị, thích thay ăn luôn đi lại đây để kệ em. Đây này. Đấy. Nhưng mà Na về nó dập mất chị ơi. Chị Nga. Lấy hai ba chùm nữa. Đi lại đây để lấy cái chùm. Nó hơi chín chín này. Chị ơi cho em xin. Cho em xin chùm này. Chị ơi. Em cảm ơn, em chỉ lấy ít thôi. Lấy cả cái chùm lấy luôn nữa. Em cảm ơn. Này chị. Chị Nga ơi. Thôi thế thôi. Ngon để các không có rời mỡ hết. Ôi dồi ôi, đây này. Ăn thì thoải mái nhá Vân nhá. Ai ăn thì thoải mái. Nga chị Nga ngẳng lên nào. Đấy. Chị hộ em chụp này với chị ơi. Ăn thì thoải mái nhưng mà không được lấy ra khỏi cổng là lấy bao nhiêu là cân bấy nhiêu. 40k một cân nhá. Thế thôi, không về chẳng sách được thì chết. Không sách được là một cái, thứ hai là nó lại hỏng đi. Hỏng đúng không? Đúng rồi. Đào hôm nọ chị bọn chị đi Trung Quốc không thế. Ôi giời ơi. Nhìn thì cũng thích. Nhìn lại vô vào kia rồi. Hết mất rồi em ơi, về em không có ăn đâu. Tại mời cả làng ăn. Thôi, không lấy nữa. Thôi quyết định không lấy nữa, nhiều quá rồi. Không sách được. Đây chị Nga, giữ. Xong đến lúc mà lên máy bay á còn đùng nhùng nhằng á, còn đủ thứ trên đời. Cứ đi mà. Thật mà em lại có mỗi một bình. Úi giời ơi, thôi. Chết rồi. Chết rồi. Chị hộ em tí. Anh Dũng ơi, những cái chùm nào không cần màu chín đâu. Nó cứ thật mà quả nó to. Thôi, cứ thế thôi. Thống nhất thôi, lấy ra. Đi ra đi, có nhiều không? Đây ra đâu chị lấy không đi Vinpearl là phải rồi. Đi sang vườn nho này thì thích hơn. Còn một cửu số đi Vin. Bây giờ đi phơi nắng còn há mồm rồi. Còn một số đi Vinpearl phơi nắng. Thôi em lấy quá nhiều rồi đó. Không, em ít mà. Sao bảo đấy chị lấy vậy ít mấy thùng đấy. Đấy, ăn thôi vàng. Thế thôi. Đẹp nhờ, đẹp lắm luôn ý. Thích ơi là thích này. Muốn Na cả vườn này về luôn. Nhưng mà chả Na được đâu. Thích lắm là thích ý. Úi dù ôi. Gọi là này này. Nó cứ gọi phải nói là nó cứ chi chịt luôn. Đấy.
Chị Nga ơi, để đấy em lấy túi ni lông để em đúc. Em chào cả nhà mình nha, để em đúc đây.